Đà Lạt là một trong những địa điểm không bao giờ hot hot của giới trẻ Việt. Với không khí trong lành, se lạnh của mùa đông, được thưởng thức những ly cà phê thơm ngon, ngắm nhìn cảnh núi rừng, hòa mình vào không khí mát mẻ nơi đây thì còn gì tuyệt vời hơn. Xin chào các bạn. Hiện tại thì mình đang đứng trước quán cà phê Mountain View ở Đà Lạt nha các bạn. Quán này là địa chỉ 25 Hoàng Hoa Thám, phường 10, thành phố Đà Lạt. Mời các bạn cùng mình thưởng thức cà phê và ngắm cảnh để tìm hiểu xem bên trong có những cái món gì hấp dẫn nha. Lấy cảm hứng thiết kế từ phong cách Bắc Âu, tinh tế, gọn gàng và tối giản, Đà Lạt Mountain View quả là nơi chốn lý tưởng để nhâm nhi ly cà phê nóng hổi, nhấm nháp từng miếng bánh thơm lừng trong một không gian mộc mạc giữa thời tiết se lạnh. Nằm cách trung tâm thành phố không xa, ngay từ khi mới mở cửa, Đà Lạt Mountain View đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các tín đồ sống ảo và dần được mọi người truyền tai nhau trở thành điểm đến mới đầy hấp dẫn. Mountain View như một căn nhà gỗ khổng lồ trong cánh rừng xanh với thiết kế sang trọng và hiện đại. Quán vô cùng rộng rãi và thoáng mát với nhiều gian riêng biệt, có 2 tầng lầu bên trong. Trong nhà thiết kế sang trọng, bạn sẽ thấy trần nhà, cầu thang, bàn ghế và kệ tủ đều làm từ gỗ tự nhiên có màu nâu đắt đỏ, tạo ra không gian ấm cúng và đắt giá với sự hài hòa trong cấu trúc, hợp với khung cảnh thiên nhiên ở bên ngoài. Có rất nhiều yếu tố khiến cho quán đột một cái lượng khách đông đúc, ổn định hàng tuần.
ngoài thì hướng thẳng ra đồi núi chập trùng. Du khách ngắm Đà Lạt từ ở trên cao. Xa xa là rừng thông già cao vút, rì rào trong gió và vô cùng bắt mắt, với các ngôi nhà nhỏ nép mình thấp thoáng bên dưới. Ngoài những cảnh view cực kỳ đắt giá, Đà Lạt Mountain View cũng rất đầu tư đến thức uống, từ cà phê đến các loại trà và nước ép. Đến với quán, bạn hoàn toàn có thể có được những giây phút thư giãn bên những ly đồ uống hợp vị, giữa không gian vô cùng xinh đẹp và được bài trí tỉ mỉ. Đồ uống ở đây giá rất phải chăng, chỉ từ 35.000, phục vụ nơi đây luôn tận tình và chuyên nghiệp. Bạn sẽ không phải đợi quá lâu, rất nhanh bạn sẽ có một ly nước đầy thơm ngon và tươi mát. Với không gian được thiết kế mở rộng, bạn cũng sẽ có cơ hội sống ảo với nhiều cấp chụp khác nhau. Không chỉ đơn giản là những bức hình bao những ly đồ uống nóng hổi với những góc quán được thiết kế khác nhau. Đến đây, bạn cũng sẽ được lựa chọn góc chụp ngoài trời với background là khung cảnh núi đồi bát ngát tạo chiều sâu cho khung hình. Đà Lạt Mountain View là một trong những quán cà phê đáng đến nhất tại thành phố ngàn hoa. Hãy thử khám phá quán cà phê hấp dẫn, mới lạ này. Và cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn nhé.